Chào các bạn. Trong video lần này thì luật sư Thu Đoàn sẽ đưa cho quý vị và các bạn sự cần thiết của triệu tập nhân chứng. Tôi kể cho bạn nghe là thông thường thì các bạn cũng nên sử dụng cái nhân chứng, người làm chứng các bạn ha. Ở nhà này có hai anh chị em. Thì khi mà người em đi làm xa thì người chị ở nhà. Thì người chị thì ở chung với mẹ. Người em đi làm xa, người em gửi tiền về. Mẹ ơi, mẹ giữ giùm con nha mẹ. Tuy nhiên là thấy cái đất ở gần gần đó nó rẻ. Thì người em điện về thì mẹ nói: "Ừ thôi, để tiền trong ngân hàng cái lãi suất nó cũng thấp quá à. Thôi ở bên kia có thấy miếng đất á, mày gửi tiền về tao để làm gì, thôi để tao đi mua đất cho." Thì nói là làm. Mà bà mẹ thì giờ bà cũng lớn tuổi rồi các bạn ạ. Bà thời điểm đó thì bà cũng đã hơn 70 rồi. Hiện tại thì bà hơn 80. Sau đó thì nói là làm. Thế là bà nhờ cái người chị ở chung nhà đi mua miếng đất. Đi mua miếng đất thì cũng rất là đàng hoàng, ở chỗ là mua đất xong rồi đứng tên người em, đứng tên cái người ở đi xa đó. Việc đó thì nó cũng chẳng có gì. Cho tới khi năm dài tháng rộng, cái người chị đó ở chung nhà đó, chị mất. Bây giờ con chị bảo rằng là đất này của mẹ tôi. Điều cơ bản là trong cái hợp đồng đó, mẹ tôi đi ký kết, mẹ tôi ký hợp đồng đặt cọc. Bây giờ sao quý vị và các bạn? Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hồng, sổ đỏ thì đứng tên người em. Đất thì bây giờ không ai quản lý sử dụng hết. Người con của người chị đó thì bảo rằng là đất này là của mẹ tôi. Nè, khi mà mẹ tôi chết thì tôi lục lại. Vậy thì thưa quý vị và các bạn, ai là những người biết được sự thật? Đó chính là bà mẹ. Và tôi cũng đã tư vấn định hướng cho vị khách hàng của tôi rằng là chị hãy cung cấp địa chỉ của bà đến tòa, để tòa sẽ thu thập chứng cứ. Chính bà là người biết cái nguồn gốc tiền để mua cái miếng đất đó, bằng mồ hôi, bằng nước mắt và cả máu của chị nữa. Chứ không bây giờ vấn đề là mỗi chỗ người chết thì cũng đã chết rồi, mình cũng không trách. Tuy nhiên các con các cháu ngày nay thì nó vẫn có những cái tư tưởng đó như vậy. Để mà xác định sự thật trong cái việc này thì chỉ có một cái cách duy nhất là người làm chứng. Vậy người làm chứng trong cái việc này, họ là mẹ của cả người, hai người con. Cái gì họ biết họ sẽ cung cấp. Và tôi nói với chị, đó là cái nguồn chứng cứ vàng đó. Hiện tại mặc dù bà 80 mấy tuổi nhưng bà rất minh mẫn các bạn ạ. Bà rất minh mẫn. Bà bảo là tiền là của người em. Cháu nó muốn cái gì thì nó phải lên hỏi ý kiến. Chứ không thể nào nói rằng là bây giờ mẹ tôi nộp tiền trong cái hợp đồng đó đứng tên mẹ tôi, là ất gì là của tôi. Thưa quý vị và các bạn sẽ hỏi luật sư ơi, luật sư cứ nói vậy mà không biết nhẫn nguồn đâu. Thì thưa quý vị và các bạn, theo cái quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự nè, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015, thì người làm chứng là cái gì? Người làm chứng là người biết các tình tiết có liên quan đến nội dung của vụ việc được đơn sự đề nghị. Tòa án triệu tập tham gia tố tụng với tư cách người làm chứng. Người mất năng lực hành vi dân sự không thể làm chứng. Trong cái điều 77, người làm chứng này nó có 3 vấn đề các bạn ạ. Thứ nhất là người biết có liên quan đến nội dung của vụ việc được đương sự đề nghị. Tôi nói với chị khách hàng của tôi, chị cung cấp địa chỉ của mẹ chị cho tòa, tòa sẽ lấy lời khai của mẹ chị, hoặc mẹ chị đi ra ngoại ủy ban dân xã phường thị trấn xác nhận, đánh cái bản tự khai nộp cho tòa là xong. Tòa án sẽ triệu tập
tham gia tố tụng với tư cách người làm chứng. Người mất năng lực hành vi dân sự không thể làm chứng. Cái điều này là cả trong dân sự, cả trong hình sự rồi. Sắp tới trong video lần tới thì tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn quyền và nghĩa vụ của người làm chứng. Để kết cái video này thì tôi nhớ có một lần tôi đi ở lãnh sự quán Mỹ ở số 4 Lê Duẩn. Thì trước khi mà tôi ký ông tổng lãnh sự quán, ông ký trên cái văn bản đó thì ông bắt tôi là đứng giơ tay lên, tôi thề rằng là tôi tên gì đó. Đó, hay lắm quý vị và các bạn, nó giống như trong cái phim Hồng Kông vậy đó. Thì ở Việt Nam mình vài năm nay thì tôi thấy các cái vị đứng đầu quốc hội thì chị Ngân cũng đã đặt cái tay lên là tôi sẽ trung thành gì đó và thề, thì cũng rất là hay. Hy vọng rằng giữa cái thực tế và lời thề nó sẽ là một cái sự thật khách quan. Hy vọng là như thế. Tuy nhiên hiện tại thì có rất là nhiều người làm chứng gian, chứng giả, chứng dối nhiều quá, cho nên niềm tin của xã hội ngày càng xuống cấp. Hy vọng rằng là tôi không nghĩ tiêu cực nữa các bạn ạ. Nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn, tôi có hai cái kênh các bạn ạ. Kênh thứ nhất gọi là kênh luật sư Thu Đoàn, vẫn là về luật. Kênh thứ hai là kênh Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Hy vọng rằng các bạn sẽ nhấn cái nút chuông bên phải và sau đó sẽ được nghe cập nhật của luật sư Thu Đoàn mỗi ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn.